Phái đoàn Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương do Hòa Thượng Thích Thanh Hùng, Vĩ viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương làm trưởng đoàn. Phái đoàn Băng Hoằng Pháp Trung ương do Hòa Thượng Thích Nhật Hỷ, Vĩ viên Hội đồng Trị sự, Vĩ viên Ban Thường trực Băng Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội làm trưởng đoàn. Phái đoàn Ban Từ thiện Xã hội Trung ương do Thượng tọa Thích Nhật Từ, Vĩ viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương làm trưởng đoàn. Giờ phút này xin ban tiếp lễ chuyển hoa và lễ của các phái đoàn tiến vào nơi tôn ảnh của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam để cung thỉnh với phái đoàn dân hương đảnh lễ tưởng niệm công đức của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tân Viên Tịch. Đang từ từ tiến vào nơi tôn ảnh của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phái đoàn Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Hoằng Pháp Trung ương, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành tâm đối trước giác linh tôn ảnh của Đức Pháp Chủ Giáo hội để dâng hương đảnh lễ của Đức Ngài. Kính bạch chư tôn, giáo phẩm, ban tổ chức tang lễ, hay tin Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thượng thế vô thường, thâu thần viên tịch, để tỏ lòng tôn kính công đức của Đức Ngài. Phái đoàn Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương do Hòa Thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội. Phái đoàn Ban Hoằng Pháp Trung ương do Hòa Thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội. Phái đoàn Ban Từ thiện Xã hội Trung ương do Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương cùng chư tôn đức các thành viên của các Ban Hoằng Pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương tại phía Nam thành tâm đối trước giác linh đài của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tỏ lòng kính tiếc bậc cao tăng Thạc Đức, bậc Tòng Lâm Thạch Trụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa thâu thần viên tịch, cung tỉnh ví phái đoàn thành tâm dân hương đảnh lễ cúng dường giác linh Đức Pháp Chủ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch giác linh Đức Đệ Tam Pháp Chủ Thị Từ Chứng Giám, chúng con những tượng cây tùng bách còn vương vai cùng sông núi, nào ngờ đâu nửa đường chim trắng ngã đường bay, ngôi nhà cao gây một trụ đớn đau thay, trời đất liệm phút giây ngôi sao rùng. Duyên nay tại văn phòng hai Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Hoằng Pháp Trung ương, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương nhất tâm đảnh lễ cúng dường giác linh Tân Tịch Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ Đại Tuyền Chứng Giám. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát.
Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Giáo Hội Chứng Minh Hội Đồng Đệ Tam Pháp Chủ Viên Minh Bảo Tháp Ma Sa Môn Tỳ Kheo Bồ Tát Giới Pháp Quý Thượng Phổ Hạ Tuệ Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh Tam Bái. Thay mặt Trung ương Giáo hội và Ban tổ chức tang lễ Sơn Môn Pháp Phái và Môn đồ Pháp Quyến của Đức Đệ Tam Pháp Chủ, xin trân trọng ghi nhận công đức của quý phái đoàn, Ban Hoằng Pháp Trung ương, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đã hay ai tin Đức Đệ Tam Pháp Chủ, Thâu Thần Viên Tịch Chư Tôn Đức và quý vị trở về văn phòng 2 trước tôn ảnh của Đức Ngài hướng vọng về Tổ đình Viên Minh, thủ đô Hà Nội để đảnh lễ kính viếng sự viên tịch của Đức Đệ Tam Pháp Chủ. Xin trân trọng cung thỉnh Chư Tôn Đức trưởng các phái đoàn trở về bàn ký sổ tang lưu niệm.